là sự tình cảm với cả từng đôi đôi bên. Cách xa chăm họ, ngày hôm nay ta chung nhà họ vẫn còn cũ. Chỉ biết tâm thành trên ơn đường Phật thánh sau lời sở cậy thủ nha. Tại tấu dẫn trình chứng đàn duyên, có lời cách xa chăm họ thì thủ nha vào loan giá. Tâm thành bãi đảo cung thỉnh mời Phật thánh lai đạo từ chung thiên tiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhất thiên tiên thánh vân công chúa thượng thiên phán ngự về thôn quê văn cát thôn quê nghĩa hương thiên bản nhà lê cài trần thành sáng hồi cung chốn đôi ngã là nơi phố cát riêng một đầu gió mát cung sao loan thanh giá hồi thanh mẫu đệ tam ma cung thỉnh mời thanh mẫu đệ tam xích lân long nữ mẫu nữ đệ thỉ cung sớm kết loan phong kính duyên điện toàn thân nam mô hương văn cái bồ tát ma tát nam mô hương văn cái bồ tát ma tát nam mô hương văn cái bồ tát ma tát sẽ loan thanh giá hồi cung văn võ quân thân trần triều văn võ quân thân anh linh tóc sáng ân cần có lệnh truyền rằng đức ông ngài có lệnh truyền rằng các con thủy bộ cùng ngài chư dinh
nhằm cờ diều quang miếng chiếu từ chúng hạ đích tăng cúng giảng kim phụng hoàng lần cận thanh chúa tiên trung thường ta tầm ta âm tư vi lăn mắn chúng si cô nga kim định lê khai quang phả chiếu từ chúng thành đồng đạo quan bách gia trong họ tập phúc bền từ bãi đảo cầu ăn cửa ngọc tuấn ông ta ha.
trên thác thượng tấu thiên đình hạ trình long cung thủy phủ công phù cho nam việt quốc thái dân an ngũ phúc lầm môn ngũ điều phong thuận già được thiên mạch khỏe trẻ được chữ bình yên cho đạo pháp trường tồn chúng nhân ái kính hả lời ban khen cho gia chung tín chủ nhà họ vũ ha nhà họ nguyễn ha nguyên do mệnh trọng cẩn thầm trí thiết tâm thành trên ơn nhờ phật thánh dưới sở cậy thổ nha loàn giá phục hành cung nghinh liệt giá thỉnh mời tiên thánh chắc giám dương đồng ha các diêm phủ rũ tội trần gian biến vai thành phúc cái họa vi được thích địa chữ mực về vào chữ phòng cung phủ bảo trợ phù thêm hài họ phu sướng phụ vị nước chảy một dòng thuyền đầu một bến ha dẹp âm dẹp dương dẹp đường dẹp chợ ha dẹp cho những loài tà quỷ yêu ma cung phủ gia hộ cho nhà họ Nguyễn họ Vũ thân cung được ích tráng mệnh vị được duyên trường ha lộc tài vượng tiến thương mại hành công có người có của có ngân có xuyến để trên lo được thánh gánh được trần để đầu làm ngay hay vay làm kiểu mục sử dụng mẫu cửa đức công tặng mãn triều xây bóng ha cho lệnh dấu chấn ha có lời tam tòa chúa tiền hội đồng quan lớn chứng tâm cho nhà họ Vũ họ Nguyễn ha, ha. Quân đi kéo đi đường đường chinh chinh cơ đội đào nghiêm chỉnh trước sau dưới thuyền trên bộ đua nhau bốn lưng nở vui lắc đầu cạn sông chúa mương dần văn ni tam vị chúa mương nghi thì chúa ta đến nhất về đến đây trên cung quê chiêu đình soi tỏ dòng dõi nguyên xưa tình mời thánh ông đệ tam đông hải độ trì ở chương mình thánh gia hồi cùng hải đường thần tiên vương cô đệ nhất nè đất mà xưa là đất trầm oanh kim chi ngọc diệp danh danh thái sư nhất phẩm quyền hành trong tay thánh gia hồi cùng để nhị đại hoàng tấu vương cô để nhị đại hoàng tối linh thiên hạ phục thờ sớm khuya thành thành ra ngồi cùng tờ mờ trong ra cửa bể tờ mờ chiếc thôi cô bé lá cờ vua phong thành thành ra ngồi cùng thánh cộng đời trần đông mai dương cờ khởi nghĩa xuất quân cộng trừ tà thành thành gia hồi cùng tam vị chúa mương tín dân văn tam vị chúa mương quyền cai thập nhị tiên tình chúa đệ nhất tây thiên giang là thành thành gia hồi cùng cầu tài hãy đi xem bói cầu tài lên đền chú nguyệt xem bằng bằng nghỉ động tiên thank you.
lập mờ đuôi biển xa vào. Chú ngồi đó dầu dầu nét mặt, chiếc cây son đặt ở phía sau có lá trầu với lại quả cau. Trầm đau xót nhớ khi xưa thánh tổ chiều đi có một người con gái thôn quê. Mặt đã tôi nhỏ bóng đêm, vốn âm thầm mồ côi cha mẹ, gặp được thầy quy gốc tiên sinh, một đời làm phục cứu dân. Dòng cắt gió hợp tan tan hợp soi cho rõ ràng. Hôm nay loan giá về đây, anh nghĩ à.
cô cũng xuống vì hầu màu hương nhắc sông lên sáng từ hào quang ý nga. Sông lên sáng từ hào quang đi sóng đang chua mua xịu sàng quạt thai lưng nghi đai giọt ngàn giọt dài thank you.
một người con gái xinh dài, sớm sinh mắt đã tối nhỏ bóng đêm, sớm âm thầm mồ côi cha cùng mẹ, gặp được thầy thì góc mi tiên sinh trọn đời làm phúc cứu dân này. Tôn quan ni vạn phép an tài,
sông ngân mi cung vượt bể dài tình nghi cung hoa nghi
xin thương giới tôn quan ngài giáng thế vầng sắc trời cứu thế độ dân. Thượng đẳng tôi linh linh thần khắp mò Trung Nam Bắc muôn dân đạo câu sơn lập tự văn lai tài nhi chuyển trí cho phu sướng phụ tỷ phu thê hòa hợp nước chảy một dặm từ đầu một bến hạ cho có người có của cũng gần có kiếm để trên lo được thánh dưới cánh tuyển trần từ đầu làm hai bay làm kiểu phúc sự cửa mẫu cửa con lớn được mãn triều xây bóng hạ chứng tâm được đường giao tuyến đảng tác phúc trợ duyên cho gia chung nhà họ Nguyễn họ Vũ hả chuyển đi trời đất làm mưa tuôn đi chớp gió mây mờ muôn loài ta quỷ khiếp uy nhường ngô tài thành ra tuyên cai trên ngàn giám sát tuyên cai thông chi thiên địa khâm sai đại thần nắng nóng nồi trời làm đại hạn nắng nắng
núi. Cứu quan đạo vũ mưa thôi, dần dần lời. Không đâu
nước chảy làn nước tràn. Điều một thu có ai cùng như vẽ xin ơn nhờ Phật Thánh dưới sở cậy thủ nhang, loan giá phụng hành đại tấu dẫn trình, đàm duyên tiễn căn trình lính khất hầu loan giá, khất cờ bản mệnh nhân duyên phu thê hòa hợp ha. Dạ. Chí thiết tâm thành, trên con lớn thượng tấu thiên đình hạ trình long cùng thủy phủ cắt diêm phủ rũ tội trần giam biến tài thành phúc cái họa vi tưởng thích đi chữ mực phê vào chữ son, khuôn phù bảo trợ cho phu thê hai họ được ba khuôn bảy tròn ha. Dạ. Tống ách trừ tài cho phúc lại tài tống ha. Dạ. Cho cái họ Lê tách khỏi cái họ Vũ ha. Dạ. Chí thiết tâm thành, nhất nhất một lòng khăng khăng một dạ, còn lớn cho nhà họ Nguyễn họ Vũ được sở cầu được như nguyện sở ý được tổng tâm mọi sự hanh thông ha. Dạ. Ha. Bay về lẻ tẻ dưới sườn non chim sẻ dịu dàng, nước mê dưới khe tung tinh tiếng đàn, gió trên núi lá tùng reo hòa điểm chơi. Dòng ngân lai láng ánh phẩm hồng chiếu dạng Nam Bình, thoại quốc nghi động đình con vua, thoại quốc đồng đình để tam hoàng tử giang sinh để dòng đức đức gồm mẹ thùng dung nghi hoàng mạc long long nhà thỉnh mời hoàng tử vương quan phương phi viện bảo long long nhà khác thường
long thành sông một tuần nha tấu về thái phù vương quan các tòa thiên đình cho nó dịp là tấu về thái phù vua cha động đình một dòng dòng quân lớn thoại cung văn sứ dâng lên thương lai văn sứ dâng lên chỉ quan tam phù chúa phi rõ ràng phi cho chỉ vì trang sinh buông dòng nhan thập cờ diệu quang minh chỉ từng chung chung na tích tặng cung cung kim phụng hoàng thân gần thành chúa thiên trung vương phụng cũng thể thấy như lai điển khai khai thủ thần khai thần nhược khai thần nhị khai thần khẩu thần tâm tâm hoan hỷ thần túc dòng bộ hành dòng nhan thập cờ diệu quang minh chính chính hình nhân hoa biên chép miên xa thương lòng thanh đổi công danh ơn nhớ phật thanh độc hoàng ngân đem đến tận đời ơn chỉ quan hương xét soi thề tiên thanh bắc hoa cầu kiều tiên thanh bắc hoa cầu công danh thành đạt cầu an khang thọ trường cầu ngày cầu phúc cầu duyên nguyên do mệnh trọng căn thân ngày nay tội tận khúc lai tội quản khúc tới
trên ơn nhờ Phật Thánh, dưới sở cậy thú nhang đồng để họ Lê Đại Tấu dẫn chỉnh loan giá phục hành cung nghênh liệt giá thỉnh mời tiên thánh chắc dán dương đồng chứng đản duyên hà. Cảm phiền pháp sư Nghệ Phu, anh linh điện sứ Pháp Tấu hiểu quan thỉnh Phật tuyên kinh cung nghênh đỉnh thần tam tứ phủ tiến căn chỉnh lĩnh khất hậu loan giá hà. Cầu siêu độ âm cho các hải y cắt cung vô thần quả tú hà, giải cung bùa ngải cho cái họ Vũ hà. Trên con lớn thượng tấu thiên đình hạ trình long cung thủy phủ cắt dêm phủ dũ tổ trần gian biến tay thành phúc cái họa vi tường thiết vi chữ mực phê bảo chữ son khuôn phủ bảo trợ cho phu thê hai họ được phu xuống phủ tỷ phu thê hòa hợp ha. Thân cùng ích tráng mệnh vị duyên trưởng lộc tài được vượng tiến thương mại được hanh thông cho có người có của cũng hơn có duyên. Để trên lo việc tin cung tiên thánh dưới gánh bắt việc trần để đầu làm ngay hai vai làm kiệu phục sự cửa mẫu cửa con lớn được bản triều xế bóng hả?
miên man nổi dòng xích bích, hô quân trèo du lịch mở bốn phương, có phen tuần tú sông thương trở về tình Bắc quê gian lộ đầu. Sông Dâu, sông Thao, sông Hát Ni, khi lên gành xuống thác bài giá khơi, thuyền dòng trăm mái treo bơi, ngã ba Bạch Hạc là nơi đi về. Kêu quan bề ngay đáo tiên đây, quan độ cho đệ tử con tự dày, lộc quan tam phủ xem tay núi non. Trống mê cầm canh chiêm vang anh ngòi, đốt thành vàng trầm trầm nổi giữa màn. Chiếu thần văn văn võ bách quan, sai lên đón rước con lớn đệ tam về. Thành thanh xa cùng ban phong sắc rồng, nguyện quan đệ tử oai hùng.
cảm thiên sư tướng nghi đạo lai hội chỉ lệnh sai binh bộ binh tùy nghiêm sai binh thủy kéo đi ầm ầm kỳ thần sức dương trung tâm văn sứ dâng lên thương lai văn sứ dâng lên chỉ quan đệ tứ ngài chúa phi rõ ràng phi cho chỉ vì trang sinh điều quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cung giang kim phổ hoàng thân cận thánh chúa thiên trung phục thỉnh như lai điểm khai khai thủ thần khai thần nhượng khai thần nhị khai thần khẩu thần tâm tâm hoan hỷ thần túc song bộ hành song nhan thập cờ diệu quang minh chính hình sâu quế châu hoa xa đi chân linh mẹ ngay tất đồng đệ tử thành kính nhất tâm chúa sổ thiên đình ngọt bút phong đi chúa sổ thiên đình xa tay cải tử hoàn sinh cho đời độ cho năm tốt mười tươi đồng bầy nhiều hồ tài mã dâng lên ngày lành tài mã dâng lên đi tôn quan tàu đôi chép biến rõ ràng phê cho những tự thường sinh ban lộc tiếp tài lên trên ban lộc tiếp tài ban danh ban diện ban công ban quyền cứu đâu thời đây được yêu tam đầu cứu vĩ nhất động sơn trang bái kiến thiên quang trưởng tế cô hồn phóng sinh giải nghiệp
cầu siêu độ cho các thầy nhi ha, các giải cùng cô thần và chú. Xin cầu phu thê hòa hợp, phu sướng phụ tỷ nước chảy một dòng thuyền đậu một bến ha. Phân dịch âm dương mênh vương thuộc án, cắt đoạn phu thê quyến luyến về đường âm ha. Kết duyên đường trần cho họ Nguyễn họ Vũ, phu sướng phụ tỷ trăm năm bách niên dài lão ha. Dẹp âm dẹp dương dẹp đường dẹp trời, trong chốn gia chung nhà họ Nguyễn họ Vũ đức thân cùng hàng thái gia nội để chữ bình an, phúc như đồng hải thọ tỷ Lam Sơn ha. Tăng phúc tăng thọ cho họ Vũ ở nhà ha. Chi tiết tâm thành đường cái bái ngái xa xôi vắng mặt khuất trời ha. Chứng tâm như đồng gia khuyến đẳng nhà họ Vũ họ Nguyễn, tác phúc trợ duyên cho nhà họ Nguyễn họ Vũ ha. Quan đệ tứ ngài tu cảnh Phật ni tu bao năm đắc đạo lên danh, về chùa lễ Phật tụng kinh niệm bốn chữ A Di Đà Phật thành thành sang hồi. Quê nhà Ninh Giang chính quán, quê nhà sâu thiêng đi để Nga Ba Kỳ Cô. Vừa gặp lúc sóng yên bề nặng ấy, chiều bách bách tăng tăng mày phong phong công công quan tần tranh lẫn liệt uy hùng, trừ tài sát quy lên công công hàng đầu quy.
linh trước là bầu gia đình, sau là thu chấp mi tà tinh phen này oai ra trần thế biết tay. Văn sứ dâng lên thương lại văn sứ dâng lên, chỉ quan đệ ngũ ngài chưa phê rõ ràng vì cho nhị vị tràng sinh. Tràng sinh phê cho nhị tự tràng sinh, cửa nhà phú quý khang linh thọ trường, phê cho giống mạnh đôi đường. Trả nợ tao quan đệ tử con, trả nợ tao quan nợ từ kiếp trước, nợ sang kiếp này hôm nay trả nợ tao. Trên quân lớn thượng tấu thiên đình hạ trình long cung thủy hộ
cắt riêng phủ tụ tội trần gian biến tay thành phúc đại họa vi đường vì chữ luật phê báo chữ son khuôn phủ bảo trợ cho đồng gia quyến đảm nhà họ Nguyễn họ Vũ thân cung khang thái gia nội được chữ bình an phúc như đồng hải thọ tỷ lam sơn lộc tự hôm nay tà như xuyên trí cho phu thê hai họ được đầy thuyền mã và khu sướng phủ tùy nước chảy một dặm thuyền động một bến ha quyền có lớn phép có lớn sát quỷ trừ tà dẹp yêu trừ ma ha cung phủ gia hộ cho họ Nguyễn họ Vũ được thân cung tích trắng mệnh vị được duyên trường ha cho có người có của có ngân có xuyên để lấy danh cho bảng điện để tín thơm cho đồng thầy cái họ Lê ha ha Bạch Hồ về chầu